thôi, mình bình tĩnh thôi anh em ơi. Và cách chơi của mình rất đơn giản, cứ đi đều một ca thôi anh em ạ. Test xong dãy cầu đã. Test xem dãy cầu xem như nào đã. Bắt đầu mình sẽ đi đều 4-6 này. Ồ, tuyệt vời. Không sao cả. Đó, mất 24.000. Vẫn anh em vẫn tiếp tục giải một lần nữa này vào cho mình. Đó, khi mà anh em cái tâm lý mà nhiều ông tôi thực sự là tôi cái xem anh em chơi mà anh em mất ý, thì y hệt như cái tâm lý mình lúc đầu, nghĩa là tâm lý mình lúc đầu vào thì tầm vào 1-2 nghìn thôi vẫn có ăn ngon lành đào, thì mình vào to đấy, vào to là đi thay tay tầm 50k lúc đấy là mình dén anh em ạ, lúc đấy mình mới dén đó. Đó, khi mà thắng thì cũng run lắm, không biết tiền này rút có về không. Nhưng mà dần dần mình bị lún sâu vào. Đó, trời càng ngày nó bị càng gậy. Thế nghĩa là tại sao? Nó gậy ở đâu? Mình làm sai ở những chỗ nào? Nhiều lúc tôi vẫn có xe lên chán tôi hỏi. Thì thực sự với anh em là nó là ở những cái lúc mà anh em không biết điểm dừng nữa. Đó, không biết điểm dừng nữa. Ví dụ như kiểu là anh em xác định muốn ăn lon khoảng tầm là 200k đúng không? Nhưng mà khi mà được tầm 200k rồi nó lại số đỏ. Nó lại số đỏ anh em, cái trò cái bài đổi thưởng gọi là số đỏ. Nó x2 lên có thể là 400k. Đấy. Nên anh em lại cuốn, anh em lại muốn chơi nữa, thắng nữa. Đó. Thắng nữa thì anh em lại càng bị mất anh em ạ. Đấy. Thế nên là khi mà chơi anh em hãy nhớ nhá. Chơi đến một cái thời điểm nhất định là mình phải dừng. Mình đặt ra chỉ tiêu của mình như thế nào thì mình phải dừng. Ví dụ như của tôi, như hôm nay lấy một ổn áp thì tôi muốn lên khoảng tầm 5M là tôi dừng rồi. Tôi không muốn kiếm lên nhiều anh em ạ. Kiếm lên nhiều thứ nhất là cái tâm lý mình hay bị gãy, tỷ lệ thua mình nó giảm ra là chơi càng lên vốn nhiều thì mình càng hay bị gãy anh em ạ. Cái này thì mình có thể là đi với 100k rồi mà. Đó. Được thì mình là sẽ chốt luôn lời luôn anh em ạ. Đó, cái thứ hai là khi mà mình đã đủ rồi mình phải nghỉ, chứ không mình không lên phố làm tròn tiền. Tôi biết rất nhiều anh em chơi rất giỏi nhưng mà tại sao càng bị gậy anh em ạ? Nghĩa là làm tròn tiền anh em. Đấy, làm tròn tiền. Cái làm tròn tiền là cái làm dở nhất. Đấy. Ví dụ như bây giờ này, tôi đặt chỉ tiêu lên khoảng tầm là 5 triệu đúng không? Như bây giờ tôi là thừa 6 triệu. Đây là gọi là cái may mắn anh em ạ. Cái may mắn của tôi một phần. Xong bắt đầu là anh em đang có khoảng tầm là 71.000 tiền dư lại thôi, làm lốt 71.000 lẻ đi còn đem lại rút 6 triệu đúng không? Tay này tự nhiên những cái tay này tự nhiên lại thua. Đấy, những cái tay này lại tự nhiên lại thua, mất vốn 71.000 nó lại tụt xuống, anh em hiểu không? Nó lại tụt xuống. Nếu mà anh em đánh zin 71.000 thì nó lại tụt xuống 6 triệu. Lúc đó các bạn này ham mà thôi. Mẹ đồ mẹ nó. Vừa lại thắng mấy tay ngon thế tự nhiên lại mất 71.000, mình cố làm tròn lên khoảng tầm là 6 triệu mốt mà không được. Thôi thì thử thêm 1-2 tay nữa. Một tay nữa là 5k, 10k xem vậy mình như thế nào anh em ạ. Nhưng mà tới với anh em lại thua dai luôn. Đó, kể cả anh em, tôi nói anh em nhá, dù có biết chắc chắn trong lòng của chúng ta chắc chắn cái tỷ lệ này nó phải rơi đến tầm 80-90%, như đây là tôi đánh vào tiền thực tế anh em xem nhá. Thì kể cả nói thẳng ra dù tay này có chắc chắn là tầm là 90% đến 100%, nghĩa là 100% trong một suy nghĩ của mình, thì anh em cũng phải biết dừng. Đó, cũng phải biết dừng, đừng lên cố làm gì. Tôi nói thẳng với anh em, không lên cố làm gì. Cố thì anh em này, anh em thấy không, mất 2.300, sự cay cố bắt đầu nó có nhỏ dần thôi, nhưng mà dài dài anh em chơi càng lâu thì lại càng bị cuốn. Thế nên là tôi vẫn khuyên anh em là khi mà anh em chơi con game mà đối tượng này không nên chơi nhiều làm gì cả. Chơi khoảng tầm là mình vẽ ra khoảng tầm là 10 tay đến 15 tay là mình dừng rồi. Đấy, anh em thấy không, lại tiếp tục thua này. Đấy, thua tiếp này, thắng được mỗi một ô này, trừ lần này đi trừ 17.000. Đấy, khi mà người ta đã bảo rồi, nếu anh em đã biết điểm dừng mà thiên nhiên còn ưu đãi cho mình nữa, nghĩa là số nó đỏ ấy, anh em. Đấy, nó trắng ra số đỏ. Khi mà như vậy rồi thì ta phải biết dừng. Đó, chứ đừng lên cố. Cố này quá cố mà anh em. Rồi hôm nay nhẹ nhàng tình cảm mình đã chốt lời cho anh em khoảng tầm là 6 triệu anh em ạ. Thì bây giờ là mình sẽ ra rút tiền, nhưng mà cái mạng này nó đang bị lag anh em ạ. Đợi mạng ok thì mình sẽ rút anh em nhé. Và video này của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share, kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em. Ok anh em nhé.